Kính thưa quý vị, lính Afghanistan bắn rocket vào đám cưới giết chết 17 người. Một giới chức chính phủ Afghanistan cho biết, binh lính là thủ phạm của vụ tấn công bằng rocket giết chết 17 người tại một tiệc cưới trong tỉnh Helmand ở miền Nam. Phó tỉnh trưởng tỉnh Helmand, ông Mohammad Jan Rasulia nói rằng, những người lính đã bắn rocket hồi thứ Tư sau khi các phiến quân trong khu vực tấn công. Ông nói thêm rằng, những binh sĩ chịu trách nhiệm đã được giao cho một tòa án binh sĩ. Ông Alusia cho biết, ngoài 17 người thiệt mạng còn có khoảng 50 người bị thương. Những người mục kích nói rằng có đến 26 người chết. Hầu hết nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon lên án vụ pháo kích và hối thúc chính phủ Afghanistan tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ để mang thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Vụ này xảy ra trong lúc binh sĩ Afghanistan gánh vác hoàn toàn trách nhiệm an ninh, đánh dấu sự kết thúc chính thức của sứ mạng tác chiến kéo dài 13 năm của Hoa Kỳ và NATO để chống lại phiến quân Taliban. Tuy ngày cuối của sứ mạng tác chiến của lực lượng quốc tế là ngày 31 tháng 12, nhưng có khoảng 12.000 nhân viên quân sự của Hoa Kỳ và NATO sẽ lưu lại Afghanistan để huấn luyện, cố vấn và trợ giúp cảnh sát và quân đội của nước này.